Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 3903 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai đợt cao điểm 50 ngày đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Những ngày này, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử bằng nhiều hình thức, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển công dân số của đề án 06. Xã Gia Chiêm là địa phương có đông dân số của thành phố Kon Tum. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, nên công tác thực hiện đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, Công an xã Gia Chiêm tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương, tổ chức tuyên truyền về lợi ích, vận động người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Qua những buổi chọc cờ sáng thứ hai đầu tuần, những buổi họp thôn, rồi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, thì công an xã cũng cử cán bộ cảnh sát khu vực để phối hợp với các đoàn thể tham gia và tuyên truyền. Qua các cái kênh tuyên truyền của xã, cũng trên loa truyền thanh của xã, hoặc là cũng như các cán bộ chuyên môn đến đi tuyên truyền bằng loa phóng thanh hoặc là đến tận nhà để tuyên truyền. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì cũng nhiều công việc, cho nên là hôm nay mới đến đây làm định danh điện tử mức độ 2. Thưa quý vị và các bạn, triển khai đợt cao điểm 50 ngày đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Những ngày gần đây, không chỉ trực tiếp làm tại trụ sở, đơn vị, lực lượng công an các xã phường còn tích cực đi từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký. Tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, các thành viên trong tổ công tác thực hiện đề án 06 của phường đang ngày đêm tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Mỗi tổ công tác đều được phường giao khoáng chỉ tiêu. Đối với những công dân đi làm ăn xa, tổ công tác phối hợp với gia đình thực hiện kích hoạt từ xa. Nhờ đó, sau 2 tuần phát động đợt cao điểm, tổ công tác thực hiện kích hoạt hơn 3.000 tài khoản định danh điện tử. Lực lượng công an phường là chủ công, nòng cốt. Còn các thành viên khác là bao gồm là công chức phường, tổ trưởng tổ dân phố, đoàn viên thanh niên và lực lượng nhân quân là thành viên. Giao nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể cho các nhóm hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ với tiêu chí là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng và phương châm là khoán, quản chỉ tiêu. Bản thân tôi đã cài đặt mức 2 rồi, các thành viên gia đình mới chỉ ở mức 1, nhưng mà trong mấy ngày vừa rồi là lên thì được các đồng chí hướng dẫn rất là nhiệt tình và đã cài đặt ở mức 2 hết. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên việc thực hiện đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn do đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, đa phần người dân thiếu điều kiện mua sắm các thiết bị công nghệ thông minh. Ngoài ra, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật tại nhiều địa phương còn thiếu, lạc hậu, khiến việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử chưa đạt kết quả đề ra. Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới kích hoạt hơn 113.000 tài khoản, đạt hơn 33% mục tiêu đề ra. Thời gian tới thì lực lượng công an các cấp trong tỉnh là mong muốn nhận được sự chung tay vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân để cái đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử, tức là đề án 06, hoàn thành được mục tiêu yêu cầu đề ra và đảm bảo được cái người dân có số tài khoản định danh điện tử và thực hiện các cái giao dịch hành chính công và các giao dịch khác để thuận lợi, nhanh chóng. Sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính trên các nền tảng công nghệ, cũng như thực hiện thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về an ninh, trật tự, khai báo y tế thông qua ứng dụng VNEID. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển công dân số, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.